Quốc tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. NATO tổ chức hội nghị bất thường. Mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư giúp giảm tới 78% nguy cơ tử vong. Thưa quý vị, Trung Quốc ngày hôm nay đã tổ chức lễ tưởng niệm 132 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay tại tỉnh Quảng Tây ngày 21 tháng 3. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hộp đen của chiếc máy bay này. Vào khoảng 14 giờ giờ địa phương, tiếng còi hú vang lên trên khắp khu vực miền núi ở huyện Đằng Huyền, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Toàn bộ nhân viên của cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia về tai nạn và lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Thân nhân của các nạn nhân cũng đã tổ chức các hoạt động tưởng nhớ người thân. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Máy bay Boeing 737-800NG chiếm 17% trong tổng số đội tàu bay khoảng 25.000 chiếc trên toàn cầu. Trung Quốc là nơi tiêu thụ nhiều nhất dòng máy bay thương mại này với 1.200 chiếc. Công ty điều hành đường sắt quốc gia Phần Lan thông báo tạm dừng các dịch vụ vận tải giữa Helsinki và thành phố Saint Petersburg của Nga từ ngày 27 tháng 3, đóng lại tuyến đường sắt liên kết giữa Nga và Liên minh châu Âu. Biên giới giữa Phần Lan và Nga vẫn mở cho những người qua lại bằng ô tô cá nhân. Vào năm 2020, Nga cũng đã hủy các tuyến đường sắt chở khách đến các nước EU để phòng dịch bệnh COVID-19, trong đó có tuyến đi từ Moscow đến Helsinki, quá cảnh ở Saint Petersburg. Việc đóng cửa không phận của hai bên cũng đã cắt đứt các chuyến bay giữa Nga và EU. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ áp dụng thêm các loại thuế đối với những người giàu nhất nước Mỹ trong đề xuất ngân sách năm 2023. Như vậy, thì mức thuế tối thiểu đối với khoảng 700 hộ gia đình Mỹ có tài sản hơn 100 triệu đô la sẽ là 20% tổng thu nhập. Một nghiên cứu của chính phủ Mỹ phát hiện 400 gia đình tỷ phú chỉ phải trả trung bình 8,2% thuế thu nhập trong thời gian từ năm 2010 đến 2018, thấp hơn rất nhiều so với nhiều hộ gia đình Mỹ. Do đó, mức thuế mới cũng sẽ tính cả các thu nhập tương lai trong giá trị tài sản luân chuyển như cổ phiếu, loại tài sản hiện không bị đánh thuế cho đến khi được bán. Dự kiến biện pháp này sẽ giúp tăng 360 tỷ đô la thu ngân sách của Mỹ trong 10 năm tới. Ước tính tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ phải nộp thuế thêm 50 tỷ đô la, trong khi nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos sẽ phải nộp thêm khoảng 35 tỷ đô la. Khẳng định lại sự đoàn kết, tăng cường an ninh sườn phía đông và hỗ trợ đối tác là những điểm nhấn trong tuyên bố chung của NATO tại hội nghị cấp cao bất thường vừa diễn ra tại Bỉ. Một loạt những động thái được NATO đưa ra nhằm vực dậy niềm tin của các nước thành viên và xác lập lại vị thế của liên minh quân sự này trước những thay đổi của môi trường an ninh tại châu Âu. Hội nghị cấp cao bất thường của NATO được tổ chức ngày 24 tháng 3 tại Bruxelles, Bỉ, cùng thời gian và địa điểm với các hội nghị cấp cao của Liên minh châu Âu EU và nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Loạt hội nghị diễn ra vào thời điểm một tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Tuyên bố trước thềm hội nghị, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh đã đến lúc phải xem xét lại vị trí của khối liên minh quân sự này. Một thực tế an ninh mới đã hình thành tại lục địa châu Âu. Do đó, NATO cần nhanh chóng sốc lại chính mình, tái thiết chiến lược phòng thủ, khẩn trương tìm các biện pháp nhằm tăng cường an ninh của khối trong dài hạn và trong tất cả các lĩnh vực. Các nước thành viên NATO cũng khẳng định theo đuổi mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP vào năm 2024. Để củng cố an ninh sườn phía đông, tại hội nghị, NATO đã quyết định lập thêm 4 nhóm tác chiến ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia, nâng tổng số quân dự bị đa quốc gia của NATO từ biển Baltic đến biển Đen lên thành 8 nhóm. Ngoài các binh sĩ châu Âu, 100.000 binh sĩ Mỹ cũng được triển khai cho mục tiêu an ninh của NATO. Các nước thành viên cũng nhất trí tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn, củng cố các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận về sự thống nhất tuyệt đối giữa các đồng minh NATO trong những vấn đề cốt lõi hiện nay. Có sự thống nhất tuyệt đối giữa các nước thành viên NATO trong 3 vấn đề, gồm củng cố sườn phía đông của NATO, tăng cường hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine và siết chặt trừng phạt kinh tế Nga. Chúng tôi đã cam kết cung cấp hơn 2 tỷ đô la trang bị quân sự cho Ukraine và tiếp tục cam kết sẽ hỗ trợ nhân đạo hơn 1 tỷ đô la cho hàng triệu người Ukraine đang phải hứng chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, Liên minh quân sự xuyên đại Tây Dương khẳng định không đưa quân đến Ukraine.
Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh là NATO không phải là một phần của cuộc xung đột và cũng không có ý định tìm kiếm chiến tranh hay xung đột. Chúng ta cần đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Lập trường quân sự của NATO được đưa ra nhận được sự ủng hộ của một số nước thành viên như Đức, Pháp, quyết tâm theo đuổi đàm phán với Nga. Song điều này cũng đã cho thấy những mâu thuẫn bên trong khối liên minh quân sự này. Một Ukraine trung lập có khả năng là chìa khóa để giải quyết hòa bình của xung đột hiện tại, giữa lúc những cuộc thương mại trên thực tế là chưa đi đến đâu. Thật tiếc, nhưng tôi nghi ngờ về khả năng NATO hay Mỹ sẽ rút quân, bởi vì làm như vậy sẽ giống như họ phải thừa nhận một số trách nhiệm về cuộc xung đột. Căng thẳng Nga-Ukraine đang làm bộc lộ những mâu thuẫn bên trong các nước thành viên NATO liên quan đến các ưu tiên an ninh và kinh tế. Việc làm sáng tỏ tiềm năng của NATO trong thời gian tới sẽ khuyến khích các nước thành viên theo đuổi các chính sách đối ngoại độc lập hơn và bắt đầu tự quyết định vấn đề quốc phòng của mình. Trong bối cảnh an ninh khu vực chuyển biến khó lường, những cam kết mà NATO vừa đưa ra phần nào trấn an các đối tác và cũng tự sốc lại tinh thần của các nước thành viên, vực dậy niềm tin về vai trò của NATO trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo một nghiên cứu tại Anh, thì người nhiễm cùng lúc virus SARS-CoV-2 và virus cúm thì có nguy cơ tử vong cao gấp đôi, trong khi nguy cơ phải thở máy thì tăng gấp 4 lần. Nghiên cứu thực hiện đối với 305.000 người Anh nhập viện vì COVID-19, trong số này có 227 bệnh nhân nhiễm cả COVID-19 và cúm. Tình trạng bệnh của họ nghiêm trọng hơn nhiều so với nhóm còn lại. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh những phát hiện này cho thấy cần tăng cường xét nghiệm cúm ở người mắc COVID-19 phải nhập viện. Thế giới đang ghi nhận sự gia tăng các loại virus gây bệnh đường hô hấp theo mùa thông thường khi người dân nối lại cuộc sống bình thường mới và không áp dụng các biện pháp phòng dịch. Nghiên cứu riêng rẽ của hai tập đoàn bảo hiểm y tế lớn nhất của Israel cho biết mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 ngoài giảm nguy cơ lây nhiễm có thể giúp giảm 78% nguy cơ tử vong cho người bệnh. Kết quả nghiên cứu đóng vai trò quan trọng vì đa số người dân đang cho rằng biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ nên không cần tiêm mũi vaccine bổ sung. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy mũi thứ tư giúp giảm 64% nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù chính phủ Israel tuyên bố tặng quà $30 một người cho những người trên 60 tuổi tiêm mũi thứ tư, nhưng đến nay chỉ có 750.000 người đồng ý tiêm bổ sung. Lần đầu tiên, Diễn đàn Nước Thế Giới, sự kiện quốc tế lớn nhất về nước và các vấn đề liên quan, diễn ra 3 năm một lần, được tổ chức tại Senegal, quốc gia ở vùng Hạ Sahara châu Phi, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng thiếu nước. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thì năm 2020, hơn 2 tỷ người trên thế giới phải sinh sống trong điều kiện không đủ nước uống trong nhà. Diễn đàn Nước Thế Giới lần thứ 9 diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 3 tại Dakar, Senegal, do Hội đồng Nước Thế Giới tổ chức. Chủ đề của diễn đàn năm nay là An ninh nước vì hòa bình và phát triển, với mục tiêu tạo động lực hành động mạnh mẽ hơn để nâng cao đời sống của người dân ở những khu vực còn khó khăn vì thiếu thốn nước. Theo Liên Hợp Quốc, 771 triệu người hiện đang phải di chuyển quãng đường ít nhất 30 phút xa nhà để có nguồn nước sạch, và hơn 100 triệu người đang sử dụng nguồn nước uống trực tiếp chưa qua xử lý. Khoảng 2,3 tỷ người đang sống ở các quốc gia có nguy cơ thiếu nước thường trực. Ước tính chi phí toàn cầu cho việc vận chuyển nước và vệ sinh an toàn vào khoảng $150 tỷ mỗi năm. Diễn đàn nước lần thứ 9 đã bế mạc với tuyên bố thỏa thuận xanh, kêu gọi bảo đảm tiếp cận nguồn nước và vệ sinh cho tất cả mọi người, bảo đảm nguồn tài chính phù hợp cho quản trị toàn diện, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nước. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.